Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Nhựa Đen. Thưa các bạn, ngày Trung Thu là một ngày hội của gia đình và cũng là một ngày vui nhất của những đứa trẻ. Và Trung Thu thì không chỉ có những không chỉ dành cho những em nhỏ đâu, mà ngay với những em chơi crypto chúng ta cũng có những điều mà đến chúng ta đáng mong chờ. Và hôm nay thì Max sẽ đem đến cho anh em điều mà anh em đang mong chờ, đó chính là những phần quà, những chiếc bánh Trung Thu đến từ nền tảng Max, những chiếc bánh mang thương hiệu của MEC. Và hôm nay thì các bạn sẽ có một sự kiện đến từ MEC Việt Nam. Với sự kiện đó là chụp ảnh Trung Thu, anh em sẽ nhận được 30 phần quà độc quyền từ MEC. Thì trong cái sự kiện này thì trước tiên là nếu như anh em chưa tài khoản trên MEC thì các bạn có thể đăng ký theo phí mình phía dưới phần mô tả video. Sau đó thì các bạn sẽ mở link form ra. Và chúng ta sẽ show một số tấm ảnh check-in thật độc và lạ về ngày Trung Thu. Đấy. Và các bạn sẽ ở đây thì có cả áo này. Chúng ta chọn một cái zin áo ở đây nhé, ví dụ size N chẳng hạn. Các bạn sẽ điền những thông tin và link chia sẻ ảnh ở trang cá nhân. Ví dụ như mình vừa lấy ảnh của năm ngoái để mình đăng lại làm sự kiện này nhé. Đấy, rất là dễ thôi. Drop pin hình ảnh vào đây này và phí đây thì ở phía trên đây nhé. Đây chúng ta sẽ có cần phải ghi thẻ test, quên mình chưa ghi thẻ test vào, mình sẽ ghi thẻ test vào nhé. Ta có thể dùng tính năng sửa ảnh, chỉnh sửa này, ghi thẻ test vào này. Ok, cái này nó yêu cầu là chúng ta sẽ cần có cái khung hình khung cảnh Trung Thu ở nơi bạn sống cùng với logo Mac hoặc là linh vật Mansion đấy. Thế đây thì mình bởi vì là cái khung cảnh thì mình không có cái ảnh khung cảnh, nhưng mà hiện nay thì mình có cái ảnh với con bé mình đang cầm bánh Trung Thu thì mình nghĩ là cũng được. Đấy. Còn nếu như mà ở chỗ anh em nhé, thành phố người quê thì chắc là cái không khí Trung Thu nó không thể bằng thành phố được. Đấy. Thì hiện nay thì còn cách ngày Trung Thu rất là xa. Đấy. Anh em biết chưa ạ? Ở thành phố thì có, nhưng mà quê như mình thì không lấy, không có ảnh, không có ảnh của thì các bạn có thể là ghép, ghép hoặc là lấy một ảnh ở trên mạng thôi. Các bạn gõ từ khóa là Tết Trung Thu. Đấy, chúng ta tìm nó không không hề thiếu nha, chúng ta tìm không hề thiếu anh em nhé. Đấy, rất là nhiều hình ảnh ra lấy là chèn cái logo vào, dùng Photoshop chèn một cái logo vào là ok ngay thôi anh em. Đấy. Đó, thì cái này chúng ta đi tìm trên mạng thôi. Những cái thông tin còn lại thì các bạn nhớ điền thông tin nhé, địa chỉ này, số điện thoại, tên người nhận, các bạn điền chính xác này, UID của khoản Mac thì ví dụ ở đây nhé. Đấy, ví dụ mình lấy cái UID ở đây này. Bạn mình paste UID ở đây rồi username tài khoản Telegram các kiểu anh em điền vào thế là xong nhé. Ok, và rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về sự kiện nhân ngày Tết Trung Thu, sự kiện giúp cho anh em một cơ hội nhận 30 phần quà độc quyền đến từ Mac, có thể là có bánh Trung Thu kèm với áo. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.